Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và bà con. Từ thứ năm tuần này, dự báo Nam Bộ sẽ có mưa trái mùa. Mưa không lớn, diện mưa khoảng một nửa diện tích của khu vực. Nhưng vẫn đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật trong cơn dông, nhất là vào buổi chiều. Còn trước đó, ngày mai, trời vẫn sẽ có nắng nhiều. Thời gian nắng xuyên suốt từ sáng đến cuối chiều. Giữa trưa, dự báo nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu xuống đến Cần Thơ hay Cà Mau, nhiệt độ phổ biến là 32 độ. Nắng cũng trải đều khắp Tây Nguyên vào ngày mai, nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku hay ở Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa dao động từ 24 đến 26 độ. Còn trong đêm nay, trời vẫn rét do mặt đất thoát nhiệt kết hợp với địa hình cao nguyên, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ. Trong khi đó ở miền Trung, những cơn mưa nhỏ vẫn còn xảy ra ngắt quãng ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Có mưa nên các thành phố Đồng Hới và Huế khá lạnh, nhiệt độ ngày mai chỉ 21 đến 24 độ. Còn Đà Nẵng, Quy Nhơn khoảng 26 đến 28 độ. Nha Trang, Phan Thiết tạnh giáo, có nơi có nắng, nền nhiệt cũng cao hơn 27 đến 29 độ. Ở miền Bắc đang trong chuỗi ngày thời tiết khá ổn định, rét về đêm, ban ngày nắng hanh. Trưa mai độ ẩm ở thủ đô Hà Nội và các thành phố vẫn giữ ở mức thấp, hầu hết là dưới 60%. Cùng với mức nhiệt tăng gần chục độ so với buổi đêm, nên cảm giác cũng ấm hơn, phổ biến là từ 20 đến 24 độ. Chuyển sang thời tiết biển, các tàu thuyền di chuyển và khai thác chú ý thời tiết mưa dông ở cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài làm giảm tầm nhìn, trong cơn dông còn dễ kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Riêng huyện đảo Hoàng Sa còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.